Thế thì vào lớp học thì còn phát hiện thầy cái này không? Đây là cái bài thầy trả lời cho một chú bé 16 tuổi người Ấn Độ ngồi thiền 6 tháng không ăn uống. Mình có cái duyên là người ta mang đến cái tài liệu đó đưa vào tu viện, rồi chú đưa lại thầy. Và đồng thời người ta gửi lên trên mạng của thầy cũng có cái bài đó. Rồi kế đó thì thầy có đọc báo chí cũng đăng cái tin của một cái chú bé mà ngồi thiền nhập định 6 tháng không ăn uống, cũng là một cái điều mà làm cho mọi người người ta chú ý rất lớn. Nhưng mà chú bé đó tự xưng mình là tu thiền của Phật giáo để thành Phật, cho nên buộc lòng thầy phải trả lời. Nếu thầy không trả lời thì người ta nghĩ rằng thầy chấp nhận với cái phương pháp đó là của Phật, nên buộc lòng thầy trả lời. Chứ trước khi mà thầy đọc báo chí trường hợp xảy ra thì thầy nói thôi, chuyện của ai cũng làm thầy chẳng biết. Nhưng mà khi họ mang đến tu viện mình, họ gửi cho cô Út đưa thầy, và đồng thời thì họ cũng gửi trên mạng, trên cái trang web của cái tu viện Chân Nhân, họ cũng gửi trên trang web một cái tài liệu đó, cho nên buộc lòng thầy phải trả lời. Nếu thầy im lặng thì không được. Chứ cái công việc của người khác sai đúng thì thầy không quan trọng, mà chỉ lo mình tu thôi. Còn người ta buộc lòng mình phải trả lời thì mình phải trả lời. Cho nên hôm nay thầy trả lời thì in ra thì gửi cho mấy con mỗi người một ít để mấy con đọc, thấy cái sự mà người ta hiểu về Phật pháp quá xa. Người ta cho là những cái trạng thái thì lạ đó là cái của Phật giáo, và Phật giáo không phải vậy. 6 tháng ngồi kiết già không ăn uống. Câu hỏi của Kim Quang. Hỏi kính thưa thầy, xin cho phép chúng con được hỏi. Có một thanh thiếu niên 16 tuổi người Ấn Độ ngồi thiền 6 tháng không ăn uống đã làm chấn động cả thế giới. Hiện giờ mọi người muốn biết loại thiền mà cậu bé đăng nhập đó là loại thiền gì, và thiền đó có phải là của Phật giáo hay không. Ngưỡng mong thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Chúng con xin gửi cho thầy một bản thông tin được rải đi khắp nơi trên thế giới như sau. Chuyện lạ về một chú bé ở Nepal. Nepal, một thiếu niên ngồi thiền trong 6 tháng không ăn uống. Ram Bahadur Pamsan, tên cậu thiếu niên 16 tuổi người Nepal, đã ngồi thiền định theo kiểu kiết già trong khu rừng Para thuộc quận Kathmandu trong 6 tháng mà theo lời đồn là không ăn uống gì cả và được nhiều người gọi là Phật. Cuối cùng đã nói, tôi chưa phải là Phật, tôi đang trên đường thành Phật. Hiện hàng ngày có hàng trăm người từ nhiều nơi trên thế giới đã đến khu rừng nói trên, cách thủ đô Kathmandu 300 cây số và cách xa lộ 8 cây số đường bộ gồ ghề, để tận mắt chứng kiến hiện tượng lạ này với một câu hỏi giống nhau. Làm sao một người có thể không ăn uống trong 6 tháng mà vẫn bình thường? Các viên chức địa phương Kathmandu đã yêu cầu các nhà khoa học của Viện Khoa học Hoàng gia Nepal và các nhà nghiên cứu Phật giáo điều tra về hiện tượng này, nhưng cho đến nay chưa có kết luận nào được đưa ra. Những chi tiết về cuộc đời tu của cậu thiếu niên 16 tuổi này có thể kể: xuất gia từ năm 11 tuổi, được tu tập ở nhiều nơi từ Nepal đến Ấn Độ, và sau 5 tháng trở về quê nhà, cậu thiếu niên này đã ngồi kiết già thiền định trong rừng, không ăn uống gì cả trong 6 tháng qua. Theo người anh của Ram Bahadur Bamsan, nhiều nhân chứng cho biết là sau vài ngày thiền định, hào quang đã phát sáng trên trán và tay của Ram Bahadur Bamsan. Nhưng những gì mà một số phóng viên thấy là cậu ngồi thiền định bình thường theo kiểu kiết già, và chiếc áo nâu sòng đã trở nên bẩn thỉu. Những học giả Phật giáo cho biết là họ có thể xác định cậu thiếu niên này có thật sự thiền định sâu không, nhưng gia đình của Ram Bahadur Bamsan và dân làng tuyên bố không để ai đụng vào cậu, vì tu sĩ trẻ này cần ngồi thiền trong 6 năm. Về phía mình, chính phủ Nepal tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra, nhưng cho đến nay chưa thấy bắt tay vào việc, và cũng không có biện pháp gia tăng an ninh nào cho hiện tượng kỳ lạ này. Tuy các nhà khoa học và các học giả Phật giáo không được dân làng và gia đình cho phép đụng chạm vào thể xác của Ram Bahadur Bamsan trong lúc cậu đang thiền định,
nhưng các nhà khoa học đang tìm cách nghiên cứu tu sĩ này từ một khoảng cách xa mà không nhất thiết phải đụng vào cơ thể của cậu. Theo những nhân chứng có mặt tại chỗ, trong thời gian 6 tháng thiền định vừa qua, Ram Bahadur Bamsan chỉ bị can thiệp có một lần, kéo dài trong vài phút, và cậu nói: "Tôi đang thiền định sâu, vì sự bình an của nhân thế. Vì vậy đừng gọi tôi là Phật, tôi chưa phải là Phật, tôi đang trên đường thành Phật. Vì thế xin vui lòng để yên cho tôi thiền định trong 6 năm. Đáp: "Kính thưa quý Phật tử, tin tức này thầy đã được đọc trên báo chí, nhưng thầy không thấy có gì là lạ lùng, mà chỉ đáng thương cho cậu bé ấy mà thôi. Chỉ uổng phí cuộc đời tu tập thiền định của cậu mà chẳng có lợi ích gì cho bản thân và người khác. Nhất là hiện giờ, làm hại mọi người phải tốn hao tiền bạc và bỏ công sức kéo đến chiêm ngưỡng. Theo phóng viên đại địa phương thì mỗi ngày có khoảng 10.000 người kéo đến chiêm ngưỡng. Như vậy số tiền chi cho xe cộ và công sức của 10.000 người trong một ngày sẽ hao tốn biết là bao nhiêu, xin quý Phật tử tính thử. Đây cũng là một hiện tượng mê tín thần thông. Những hiện tượng này thường xảy ra khắp nơi trên thế giới, nay ở nước này, mai ở nước khác. Chuyện lạ có thật. Phần nhiều những chuyện lạ có thật này không thể giải thích bằng ý thức được. Vì thế có một số người nhẹ dạ cả tin mà không tự quán chiếu, soi xét, thấy biết những hiện tượng xảy ra rõ ràng có phải như thật không. Đừng để tưởng thức đánh lừa, đừng để tâm tham đắm mê mệt thần thông mà làm mờ mắt, mờ tri kiến. Đừng để tâm vì tin vào thần quyền linh thiêng mù quáng mà bị những người khác lợi dụng lừa dối, lường gạt. Hiện tượng của chú bé ngồi thiền không ăn uống là một hiện tượng lường gạt của những loại thiền định không đúng của Phật giáo. Thiền định không ăn uống 6 tháng, 1 năm hay nhiều hơn nữa, đó cũng chỉ là một loại thiền ức chế tâm. Khi tu thiền ức chế tâm đều lọt vào trạng thái không tưởng, từ không tưởng lưu xuất ra nhiều trạng thái tưởng, trong đó có trạng thái không đói khát, không muốn ăn uống, cho nên mọi người thấy không ăn uống mà sống, thì cho đó là một trạng thái kỳ lạ. Kỳ lạ đối với ý thức của con người, chứ không kỳ lạ đối với người có trí tuệ tâm minh. Ý thức con người không thể hiểu những trạng thái kỳ lạ tưởng đó, cho nên nó dễ thu hút những người có tính hiếu kỳ, có tính ham mê thần thông, có tính mù quáng, tin có thế giới siêu hình, có thần thánh, có ma quỷ, có linh hồn người chết, vân vân. Vì thế làm hao tiền tốn của, phí công sức của mọi người rất lớn. Trên đời này, những hiện tượng kỳ lạ, những loại thần thông mà ý thức chúng ta không thể hiểu và suy lường được như trên đã nói, đó là do tưởng uẩn của chúng ta hoạt động. Tưởng uẩn hoạt động là do ý thức chúng ta ngưng hoạt động. Ý thức ngưng hoạt động xảy ra có hai trường hợp. Một, do tai nạn xảy ra khiến thần kinh tưởng hoạt động. Hai, do tu tập khí công, nhân điện, yoga và các loại thiền ức chế ý thức, vân vân. Một loại thiền ngồi 6-7 tháng hay 1-2-3-4 năm không ăn uống là một loại thiền tưởng như trên đã nói. Thiền của ngoại đạo, thiền để biểu diễn những trò lạ mắt, những trò kỳ đặc để thu hút sự lôi cuốn mọi người, như cậu bé Ram Bahadur Bamsan này chẳng hạn. Thiền tưởng gồm rất nhiều loại: thiền đại thừa, thiền đông độ, thiền công án, thiền tham thoại đầu, thiền tối thượng thừa, thiền yoga, thiền xuất hồn, thiền vô di, thiền lục diệu pháp môn, thiền quán sổ tức, thiền minh sát tuệ, mật tông, tịnh độ tông, pháp hoa tông, vân vân. Thiền tưởng mà xưa kia Đức Phật đã nhập không vô biên xứ tưởng, phi phi tưởng xứ. Khi nhập xong, Đức Phật cảm nhận không có giải thoát nơi thân tâm của mình, thì Ngài liền ném bỏ, như ném bỏ một chiếc giày rách, không hề tiếc công khó nhọc của mình. Còn bây giờ chúng ta lại đi lượm móc những thứ thiền đồ bỏ đó sao? Cậu bé bị lừa đảo bởi thiền tưởng, một loại thiền mạo danh thiền của Phật giáo, nhưng sự thật không phải vậy. Cậu bé đã lầm nên mới bảo với mọi người: "Tôi chưa phải là Phật, tôi đang trên đường thành Phật." Cậu có biết con đường thành Phật là con đường nào không mà dám khẳng định như vậy? Phật không thể tu thiền không ăn uống như cậu đâu. Thiền của Phật là ly dục ly ác pháp, chứ không phải nhập định tưởng không ăn uống như cậu đã nhập định 6 tháng nay. 49 ngày tu tập với cội bồ đề để chứng đạo, Đức Phật có ngồi thiền không ăn uống như cậu không? Đức Phật đã bỏ thiền không ăn uống
cậu có biết không? Đức Phật ném nó như ném một chiếc áo rách, không còn mặc được nữa. Muốn biết rõ Đức Phật tu tập như thế nào, thì cậu nên nhờ một vị có tâm minh sẽ xác định cho cậu biết. Nếu cậu không tìm được một người có tâm minh, thì cậu nên đọc lại Đại Kinh Sakaka. Và này, Asivetsana, sau khi ta ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái do ly dục sanh hỷ lạc, có tầm, có tứ. Này, Asivetsana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Diệt tâm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm. Này, Asivetsana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng già trú thiền thứ ba. Này, Asivetsana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Xả lạc, xả khổ, diệt hữu y, đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư. Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này, Asivetsana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 540 tạng kinh Việt Nam. Cậu có nghe lời dạy này không? Đức Phật nhập bốn thiền đâu có dạy không ăn uống bao giờ. Như vậy, cậu đã tu sai mà muốn thành Phật, thì làm sao thành Phật được phải không cậu? Cho nên Đức Phật dạy, tâm định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, nhập thiền định, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Vậy nhập định như cậu, sao mà khó khăn, mệt nhọc quá vậy? 6 tháng không ăn uống mà chưa thành Phật. Nếu cậu không biết thì cậu nên đọc tiếp đoạn kinh Đại Bát Niết Bàn Kinh thuộc Trường Bộ tập 1 trang 665 tạng kinh Việt Nam. Rồi Thế Tôn nhập sơ thiền, xuất sơ thiền. Ngài nhập nhị thiền, xuất nhị thiền. Ngài nhập tam thiền, xuất tam thiền. Ngài nhập tứ thiền. Như vậy trong 49 ngày tu tập dưới cội Bồ Đề, Đức Phật chỉ chuyên tu tập ly dục, ly bất thiện pháp trong 4 oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Và cuối cùng Ngài chứng đạo. Còn bây giờ cậu có ly dục ly ác pháp không mà cậu dám bảo rằng cậu đang đi trên đường thành Phật? Kính thưa quý Phật tử, chúng ta không còn lạ gì các hệ phái Phật giáo hiện giờ khắp nơi trên thế giới. Mọi người đang tu tập thiền tưởng, nhất là khi đọc kinh sách Đại Thừa và thiền Đông Độ, đều gắn cho Đạo Phật có 84.000 pháp môn. Cho nên pháp môn ngồi thiền không ăn 6 tháng cũng là pháp môn của Phật. Thật là oan cho Phật, thiền không có lợi ích cho mình, cho người, như vậy mà vẫn gán cho Phật giáo. Thế mà các nhà Phật học không lên tiếng đính chính, hay các ngài cũng chưa hiểu cho đó là thiền Phật giáo. Hiện giờ các nhà học giả Phật giáo, họ đều thông suốt giáo lý nguyên thủy, nhất là các nước tôn thờ Phật giáo, lấy Phật giáo làm quốc giáo, như Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, vân vân. Kính thưa các bạn, đọc hết toàn bộ kinh sách nguyên thủy do Phật dạy, các bạn có thấy bài kinh nào Đức Phật dạy ngồi thiền nhập định không ăn uống không? Trước những hiện tượng kỳ lạ thường xảy ra mà ý thức con người không giải thích được, thầy đều hiểu biết rất rõ ràng. Nhưng bàn luận chuyện thiên hạ để làm gì? Ai tu thế nào thì duyên của họ như thế nấy. Ở đây tại sao lại có bài viết về cậu bé Nepal này? Đầu tiên chúng tôi đọc báo biết được tin tức này, cái đó được người mang đến tu viện gửi cho chúng tôi một tờ bích chương cũng nói về chú bé này. Và cuối cùng trên trang web của chúng tôi lại cũng được một thông tin này nữa. 3 thông tin này chúng tôi biết chắc quý Phật tử đang chờ đợi sự trả lời của chúng tôi. Nếu chúng tôi làm thinh, tức chúng tôi đã chấp nhận thiền định của cậu bé này là của Phật giáo. Vì thế chúng tôi xin trả lời ngắn gọn để quý Phật tử hiểu biết tường tận rõ ràng đâu là thiền của Phật giáo và đâu không phải là thiền của Phật. Bài viết trả lời ngắn gọn của chúng tôi là để những hiện tượng kỳ lạ xảy ra khắp nơi trên thế giới không còn làm cho quý Phật tử ngạc nhiên nữa. Ngày 15 tháng Giêng năm 2006.